Hello mọi người, mình tên là Trần Thủy Tiên và hiện tại Tiên đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của Tiên là cung cấp giải pháp kiểm soát cân nặng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì trước khi mà đến với lớp học của anh Linh, được anh Linh coaching thì Tiên cũng đã từng tham gia rất là nhiều lớp khác nhau các anh chị. Tuy nhiên là cái kết quả nó thường không có như mong đợi. Tại vì thường khi mà mình đăng ký một cái lớp học nào đó thì họ vẫn dạy cho mình rất là nhiều cái giá trị. Nhưng mà khi áp dụng vào trong thực tế thì mình không có thể áp dụng hết được. Và bản thân mình là một người mới và không có hiểu nhiều về cái 4.0, về online. Chung quy là mình làm truyền thống, bước vào trong cái thế giới online thì mình thấy là nào là phải làm kênh, rồi phải làm funnel, rồi phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Nói chung là có rất là nhiều cách, rồi chạy quảng cáo nữa. Và mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Và bắt đầu mình đi học thì mình cũng không biết phải học từ đâu. Và mình học mỗi một người thầy như vậy thì một chút. Và cuối cùng khi mà mình gom lại thì mình cũng không biết phải bắt đầu từ cái nào. Và mình cũng tham gia những cái lớp coaching và có support. Nhưng mà thường cái sự support của một vài người thầy trước đây mà mình đã học thì nó không có được trọn vẹn. Lúc ban đầu khi mà họ chưa chốt sale được mình thì họ vô cùng nhiệt tình luôn. Nhưng mà khi đã chốt sale được rồi và bắt đầu lên cái plan để mà làm việc với nhau thì lại không được hỗ trợ nhiều. Và từ đó dẫn đến cái việc là mình bị nản. Đó, rồi mình bỏ cuộc. Và nó cũng trải qua vài lần như vậy. Cho nên là trước khi mà đến với cái lớp của anh Linh thì Tiên cũng tham gia một cái gói coaching 1-1. Nhưng mà trong đầu tiên thì cũng kiểu như là cũng không có quá nhiều cái hy vọng Tại vì mình nghĩ là chắc nó cũng giống như là những cái trường hợp mà mình đã từng trải qua thôi. Và khi gặp anh Linh thì Tiên cũng nói ra cái điều đó ngay từ ban đầu. Và anh Linh ảnh cũng có nói là thì Tiên cứ trải nghiệm đi. Bởi vì là với anh là cái dịch vụ support là cái điều mà quan trọng nhất ở trong cái chương trình coaching của anh. Thì Tiên tin tưởng thêm một lần nữa và Tiên với ông xã của mình trải nghiệm cái lớp coaching 1-1 của anh về cái việc là xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển cái doanh nghiệp của mình sang hướng online 100%. Và thật sự là rất là tuyệt vời các anh chị. Bởi vì nó khác hẳn với những cái gì mà Tiên đã được học trước đó. Thì cái mà thầy Linh cho mình là biết lúc nào nên làm cái điều gì. Ảnh làm cho mình có một cái hướng đi mà mình không có cảm thấy nó bị quá nhiều và nó phù hợp với sức của mình ở từng cái giai đoạn. Và trong xuyên suốt cái quá trình đó thì ảnh là người support trực tiếp cho mình luôn. Và thật sự mà nói là đến cái ngày hôm nay là Tiên đã có một cái doanh số mà mình thật sự mơ ước, một cái dòng thu nhập thụ động nó đã rơi vào khoảng 500 đến 600 triệu một tháng. Và song song đó là Tiên có cái thu nhập từ việc bán lẻ của mình, nó cũng rơi vào khoảng 300 đến 500 triệu một tháng. Thành ra là Tiên thật sự rất là biết ơn anh Linh. Tại vì từ những ngày đầu tiên khi mà Tiên bắt đầu học coaching với anh Linh, thật sự mà nói giai đoạn đó mình cũng đang rất là nỗ lực và mình tốn kém khá là nhiều thời gian rồi. Nhưng mà cái kết quả mà mình nhận được nó không có giống như mong đợi. Thời điểm đó là Tiên và ông xã của mình cùng nhau để mà làm hết sức mình luôn thì mỗi một tháng như vậy Tiên cũng có một khoản thu nhập từ khoảng 100 cho đến 150. Nhưng chi phí nó lại rất là nhiều. Ở thời điểm hiện tại thì tính ra cái thu nhập của Tiên nó đã tăng gần như là 10 lần rồi đó các anh chị. Và cũng nhờ cái việc là Tiên bắt đầu xây dựng cái thương hiệu cá nhân từ cái lộ trình coaching của anh Linh. Và thật ra là cái thời điểm mà Tiên bắt đầu cho đến thời điểm này nó cũng đã hơn 2 năm rồi. Và khi mà Tiên đăng ký cái gói coaching này là anh Linh có nói với Tiên là cái gói này sẽ được support trong 1 năm. Nhưng thực tế là Tiên được support tới tận 2 năm và ở tới thời điểm này là hơn 2 năm rồi. Nhưng mà cách đây vài hôm thì ảnh vẫn tiếp tục ngồi hỏi thăm Tiên là hiện tại là Tiên đang phát triển tới đâu rồi. Và Tiên cũng chia sẻ với ảnh về những cái thực tế mà Tiên đã phát triển lên như vậy. Và ảnh còn vẫn tiếp tục support cho Tiên cái kế hoạch và cái lộ trình để Tiên có thể tăng cái doanh số của mình lên 5 đến 10 lần trong tương lai nữa. Thì đối với công việc trước đây là Tiên làm offline, thì các anh chị biết cái việc mà mình kinh doanh truyền thống thì nó tốn khá là nhiều thời gian và công sức của mình, đồng thời nó cũng làm cho mình phải tốn khá là nhiều chi phí để đầu tư. Nhưng mà với cái cách mà anh Linh định hướng cho mình trong cái việc hoạt động online từ cái thương hiệu cá nhân thì Tiên tiết kiệm được rất là nhiều chi phí để bắt đầu. Mình không có còn phải đi đứng nữa. Và cũng nhờ online thì Tiên có thể phát triển thị trường ra tới nước ngoài luôn. Thay vì trước đây là Tiên chỉ bán được ở thị trường Việt Nam, mà chỉ bán được ở những cái tỉnh mà mình đi đến thôi.
chứ mình cũng không có phát triển ra cả toàn quốc được. Nhưng mà với online á, thì năm đầu tiên á, là Tiên phát triển ở thị trường Việt Nam, nhưng mà xong tới năm thứ hai á, là Tiên lại tiếp tục là muốn cái công việc của mình nó mở rộng ra nữa, và Tiên thử nghiệm cái chương trình của mình ở tại nước ngoài, thì thật sự là nó cũng mang lại một cái hiệu ứng rất là tốt luôn. Cho nên là ở thời điểm này, mặc dù là làm việc thì cái không gian mình rất là tự do và cái thời gian mình cũng tự do hơn, nhưng mà cái hiệu quả thì nó lại tăng lên rất rất là nhiều lần. Thật ra là để có được những cái kết quả như cái ngày hôm nay á, thì Tiên thật sự rất là biết ơn thầy Linh và ekip của thầy. Tại vì là khi mà mình cần á, là nhiều khi là Tiên thì trong những cái giai đoạn đầu á, thì Tiên cũng là một cái tiếp người rất là chịu cày. Có những ngày mình thức tới 1-2 giờ sáng luôn, nhưng mà mình có phát sinh câu hỏi á, là mình cũng còn biết giờ giấc gì hết, mình cứ nhắn tin cho thầy Linh thôi. Mình cứ nhắn tin cho ảnh xong rồi chừng nào ông thức thì ông đọc. Nhưng mà thật ra là thầy thức tới tận khuya, và khi mà nhận được tin nhắn á, thì cũng có những cái tin nhắn nó rất là trễ, nhưng mà ảnh vẫn support dù đó là không phải là giờ hành chính hay là gì hết. Là có những lúc thì mình chỉ cần nhắn tin cái là anh gọi điện là anh support ngay luôn, chứ không cần phải là đợi đúng cái lịch code thì anh mới lên anh support cho mình. Cho nên là đó cũng là một cái mà Tiên cảm thấy nó rất là khác biệt. Cho nên là Tiên thấy cái chi phí mà Tiên bỏ ra ở thời điểm đó thật sự rất là xứng đáng. Và cũng có một bí mật mà Tiên muốn tiết lộ cho các anh chị biết luôn, là mặc dù trước khi bắt đầu cái gói coaching với anh Linh á, thì mình cũng đã có một cái khoản thu nhập từ 100 tới 150 rồi, nhưng mà Tiên cũng có chia sẻ là nó không còn và mình phải đi gom góp để có một cái tiền và mình đóng phí cho anh Linh. Thì thật sự mặc dù bản thân mình ở thời điểm đó không thoải mái về chi phí để đóng cái gói này, nhưng Tiên cảm thấy nó rất là rẻ, Tiên cảm thấy nó rất là xứng đáng luôn. Cho nên là một lần nữa Tiên muốn gửi lời cảm ơn đến anh Linh và đội ngũ hỗ trợ của anh Linh đã luôn theo sát cái hành trình của hai vợ chồng Tiên và giúp cho hai vợ chồng Tiên có được những kết quả rất là tuyệt vời ở thời điểm hiện tại. Và Tiên làm cái video này để gửi lời cảm ơn đến Linh, cũng như là muốn lan tỏa cái giá trị của cái gói code mà Tiên đã nhận được á, cho nhiều anh chị. Nếu như chúng ta đang mắc kẹt trong cái vấn đề kinh doanh của mình ở cái thời điểm hiện tại, thì mọi người cũng biết là online là một cái gì đó nó gọi là nó đang là một cái xu hướng về kinh doanh. Tại vì khi mà kinh doanh online á, mình không có tốn nhiều chi phí như là kinh doanh offline, và cái rủi ro nó cũng không lớn bằng kinh doanh offline. Tuy nhiên là nói về online á, thì không phải ai cũng biết cách để bắt đầu, bởi vì cái thế giới nó muôn màu muôn sắc. Thì giống như Tiên thôi, thì Tiên đã tham gia cái gói code của anh Linh và anh định vị cho Tiên được á, là nên bán như thế nào, và ảnh chia sẻ cho mình từng cái giai đoạn để mình không có cảm thấy quá áp lực trong cái giai đoạn mà bắt đầu, và ảnh giúp cho mình hình dung được là thời điểm nào nên làm cái gì bắt đầu từ đâu. Và ngày hôm nay Tiên đã có kết quả, và Tiên rất là biết ơn anh và đội ngũ support của anh.